Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trang truyền hình huyện Nari được phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn số tháng 7 năm 2020. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nari triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ các đối tượng còn lại gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hợp tác xã Trần Phú liên kết mở rộng phát triển sản phẩm. Chị Xuyến điển hình trong phong trào phát triển kinh tế. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, thực hiện nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hiện nay huyện Nari đang tích cực triển khai để chi trả hỗ trợ các đối tượng còn lại gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Để chi trả kịp thời cho các đối tượng còn lại bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Nari đã và đang tích cực chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn rà soát các nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ đối với nhóm người kinh doanh, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hỗ trợ người lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn. Hiện nay, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đang tiếp tục phối hợp thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để các nhóm đối tượng còn lại sớm nhận được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ và Nghị quyết 15 Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng và tránh bỏ sót đối tượng. Thực hiện chi trả đợt 1 cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng, đến đầu tháng 5 năm 2020, huyện Nari đã thực hiện chi trả tổng kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng, trong đó chi trả hỗ trợ cho hơn 200 người có công với cách mạng, gần 100 thân nhân người có công và trên 1.100 đối tượng bảo trợ xã hội hơn 2 tỷ đồng, chi trả hỗ trợ cho hơn 2.500 hộ nghèo và trên 1.360 hộ cận nghèo, hơn 11,6 tỷ đồng. Thưa quý vị, Hợp tác xã Trần Phú do anh Phan Văn Tuân làm giám đốc đã thành công với thương hiệu gà ta thả đồi, mỗi tháng xuất bán ra thị trường trên 3 tấn, đem lại thu nhập ổn định cho hàng chục thành viên, khẳng định một bước đi thành công với nghề chăn nuôi gà thả đồi. Hợp tác xã Trần Phú, xã Trần Phú, Nari hiện đang tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, liên kết mở rộng thị trường có hiệu quả. Với phương thức chăn nuôi và công tác an toàn được kiểm tra chặt chẽ, nguồn giống được chủ động sản xuất từ con giống bố mẹ, phù hợp với điều kiện thiên nhiên và khí hậu của địa phương. Đến nay, hợp tác xã đã thu hút được 9 hộ gia đình là nhóm sở thích cùng phát triển chăn nuôi gà ta thả đồi, cùng liên kết với nhiều hộ ngoài hợp tác xã, bao tiêu sản phẩm có sự giám sát trong chăn nuôi gà an toàn theo phương thức và sự quản lý của hợp tác xã, tạo thành chuỗi giá trị sản phẩm từ chăn nuôi gà an toàn, tạo điều kiện để nhiều hộ dân có cơ hội thoát nghèo. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết phát triển chăn nuôi lợn, sản phẩm nông sản, phát triển miến rong thương phẩm. Năm 2019, với thành công đưa sản phẩm bí xanh của người dân đến với thị trường, năm nay hợp tác xã tiếp tục phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, đồng thời ký kết bao tiêu sản phẩm với một mức giá ổn định. Qua liên kết với hợp tác xã thì hỗ trợ về giống, còn giống thứ về kỹ thuật, mọi thứ về đầu ra, đầu vào, đầu ra để mình yên tâm là mình chăn nuôi thì mình không phải suy nghĩ. Với quyết tâm phát triển ổn định đa dạng hóa sản phẩm, liên kết mở rộng thị trường, dần đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch, an toàn cho khách hàng, anh Phan Văn Tuân, hợp tác xã Trần Phú, đã đi đến nhiều gia trại phát triển chăn nuôi liên kết thành viên với mục tiêu phát triển ổn định, nâng cao thu nhập, quảng bá sản phẩm sạch, an toàn của địa phương. Đến cuối năm 2019, hợp tác xã đã áp dụng thành công công nghệ lấy gen giống từ gà trống để tự gây đàn tại địa phương. Hiện tại, hợp tác xã có 20 con gà trống và 500 con gà mẹ. Cùng với đó, việc xây dựng lò ấp trứng cũng đã được hợp tác xã chuyển giao thành công. Hiện tại, trung bình mỗi tháng, hợp tác xã ấp ra lò khoảng 5.000 gà con. Để đạt chuẩn các điều kiện yêu cầu, hợp tác xã đã xây dựng lò giết mổ gia súc gia cầm để sản phẩm được chấp nhận tại các siêu thị, cửa hàng nông nghiệp sạch trên cả nước. Theo dự kiến, lò giết mổ sản lượng gà thương phẩm của hợp tác xã xuất bán là 2,5 vạn con một năm, sản lượng gà đóng gói 35 tấn một năm. Để đủ số lượng hoạt động của lò giết mổ, hợp tác xã cũng đã thực hiện hợp đồng tiêu thụ 5.000 con gà thương phẩm cho bà con địa phương. Hàng ngày thì em cũng cứ thịt trung bình là từ 15-20 con, gửi xe ra Hà Nội cho khách ngoài đấy. Sau hơn 3 năm không ngừng phát triển, sản phẩm gà ta thả đồi của hợp tác xã ngày càng được thị trường tại các thành phố lớn liên kết đặt hàng. Thu nhập của các thành viên bình quân 6 triệu đồng một tháng, tạo việc làm, tăng thu nhập từ năm lao động địa phương trở lên. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã xuất ra thị trường hơn 5 tấn gà thương phẩm. Sản phẩm gà ta của hợp tác xã được sản xuất theo quy trình chăn nuôi khép kín, thuốc phòng bệnh được bổ sung bằng các dược liệu của người dân bản địa. Sản phẩm được kiểm soát từ con giống đến khâu tiêu thụ. Trong năm 2020 thì hợp tác xã Trần Phú cũng đã đăng ký cái sản phẩm thịt lợn lên bản địa Bắc Cạn, tạo thành cái sản phẩm ô cốp.
Thế từ đó thì chúng tôi cũng đã mở rộng được cái vùng nguyên liệu cho nhiều cái địa phương khác nhau, cũng như là tạo nguyên liệu vào đầu vào cho cái lò mổ và tạo ra cái sản phẩm ô cốp của địa phương, phục vụ cái thị trường không chỉ ở trong tỉnh và hướng tới những thành phố lớn như Hà Nội. Nói về những dự định trong thời gian tới, Giám đốc Phan Văn Tuấn cho biết, với mục tiêu phát triển mô hình chăn nuôi trồng trọt, hợp tác xã sẽ hình thành các tổ sản xuất như chăn nuôi gà, trâu bò, trồng rau bổ khai, cây ăn quả. Hy vọng từ những cách làm này, hợp tác xã sẽ có nhiều bước tiến mới trong tương lai, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế ổn định và bền vững tại địa phương. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ diễn ra và trường trung học phổ thông Nari đang đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh. Kỳ thi năm nay tại điểm thi trung học phổ thông Nari có 11 phòng thi với 254 thí sinh tham dự, trong đó 223 thí sinh là học sinh đang học tại nhà trường, 23 thí sinh tự do và 8 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Trong số này có 1 thí sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên, còn lại là thi tổ hợp khoa học xã hội. Để chuẩn bị cho kỳ thi, trường trung học phổ thông Nari đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những điểm mới của kỳ thi năm nay, tăng cường việc ôn tập, đồng thời đẩy mạnh công tác ôn tập cho học sinh nhà trường, tổ chức đánh giá chất lượng học sinh và điều chỉnh ôn tập cho phù hợp, như học sinh khá giỏi, nhà trường cho ôn chung một lớp, học sinh yếu kém, nhà trường tổ chức cho ôn một lớp riêng, nhằm giúp các em học sinh nâng cao chất lượng học tập. Theo tinh thần, nhà trường sẽ kết thúc ôn tập cho các em vào ngày 5 tháng 8 để các em sẵn sàng cho kỳ thi. Hy vọng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Nari sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Thưa quý vị khán giả, khi đến với xã Sơn Thành, huyện Nari và nói đến phong trào phát triển kinh tế, thì ai cũng nói đến chị Hoàng Thị Xuyến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Cáp. Bản thân chị là một chi hội trưởng phụ nữ, xuất thân từ một gia đình khó khăn, kinh tế eo hẹp, chủ yếu là làm ruộng, xay sát thóc và mở quán bán hàng nhỏ lẻ tại nhà. Nhưng qua nhiều năm bươn trải vẫn không thấy khấm khá là bao. Sau năm 2014, hai vợ chồng chị đã bàn bạc và mạnh dạn vay vốn của ngân hàng chính sách chuyển sang trồng cây cam quýt. Với số vốn tích góp kèm với phần vay ngân hàng, gia đình chị đã trồng được 1.000 cây quýt. Những năm đầu mới canh tác chưa có kinh nghiệm nên thành quả năng suất không cao, lại thêm bị bệnh vàng lá, vườn cam quýt của chị không có giá trị là bao, lại có nguy cơ chết dần. Đến năm 2017 là năm đầu tiên mới bói quả, gia đình chị mới được thu hoạch 6 triệu đồng, đến vụ năm 2019 thu được trên 25 triệu đồng. Dần dần có vốn, gia đình chị đầu tư thêm mô hình nuôi lợn công nghiệp, mỗi năm xuất chuồng 3 lứa cho thu nhập khoảng 90 triệu đồng một năm. Mặt khác, chị tận dụng vườn ruộng, cỏ phát triển tốt, gia đình còn dành vốn để buôn bán thêm trâu bò về nuôi theo phương pháp vỗ béo. Mỗi lứa tùy số lượng thay đổi, ước tính thu nhập trong một năm khoảng 100 triệu đồng từ tiền nuôi trâu bò vỗ béo. Để tăng thêm thu nhập, hàng ngày chị Xuyến còn đi bán hàng tạp hóa tại các chợ phiên của huyện và một số chợ xã lân cận. Những lúc có thời gian ở nhà thì chị Xuyến còn tranh thủ làm men lá theo truyền thống cho ông để lại. Men chị làm ra vừa để nấu rượu, vừa bán quả men để tăng thêm thu nhập. Men của chị làm ra đến đâu, bán hết đến đó và được khách hàng ưa chuộng. Tổng thu nhập của gia đình chị bình quân trong 2 năm qua, mỗi năm trừ chi phí còn lại khoảng 250 triệu đồng. Với tổng số tiền này, gia đình chị đã có thêm điều kiện nuôi các con ăn học và xây dựng được nhà cửa khang trang và sắm sửa thêm trang thiết bị trong gia đình. Do vậy, những năm qua, gia đình chị luôn đạt được gia đình tiêu biểu trong cộng đồng khu dân cư, nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa. Gia đình có đất có đai thì là không sợ nghèo khó đâu. Vay vốn về trồng cây ăn quả và phát triển kinh tế như là kết hợp chăn nuôi trâu bò và chăn gà. Chỉ sợ là không có sức thôi. Ngày nào mình cũng có việc làm hết. Với trách nhiệm là người công dân, là một chi hội trưởng phụ nữ, chị Xuyến luôn xây dựng gia đình gương mẫu, thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch, gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, cũng như các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát động. Chị luôn tích cực vận động gia đình và các hội viên phụ nữ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tham gia tốt các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ văn minh. Chị Hoàng Thị Xuyến ở thôn Bắc Cáp là một cái mô hình rất là phát triển. Từ những năm trước thì hộ gia đình thì từ những hộ rất là khó khăn đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cái cây năng suất thấp chuyển sang trồng cây cam, cây quýt, trồng cây ổi. Đây là một cái mô hình đáng để được nhân rộng trong thời gian tới.
Trong giai đoạn đổi mới phát triển của đất nước ngày càng đi lên, với trách nhiệm là một chi hội trưởng phụ nữ, chị Xuyến luôn phấn đấu sẽ đoàn kết, sát cánh chung vai cùng các chị em, chính quyền, mặt trận, các tổ chức xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày, giữ gìn thuần phong mỹ tục, cùng góp phần xây dựng thôn xóm, quê hương ngày càng giàu đẹp đi lên. Với kết quả như vậy, những năm gần đây chị Xuyến luôn được các cấp hội biểu dương và khen thưởng. Chị Xuyến thật xứng đáng là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế được nhân rộng. Quý vị khán giả vừa theo dõi trang truyền hình huyện Nari được phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.